자, 인사하고 시작하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. Vừa hôm qua chúng ta mới học đúng không? Thì hôm nay vẫn là bài học về sinh hoạt hàng ngày. Thì mẹ sẽ nói qua về buổi hôm qua chúng ta đã học. Thứ nhất là chúng ta sẽ học thêm cái ngữ pháp là danh từ cộng với trợ từ tân cách, đúng không? Là mục trọc trực trồ xa cộng với động từ. Động từ đằng sau này thì chúng ta có thể là chia là ayo oyo hoặc là À, heyo đóng được. cửa Và chúng ta có thể là chia theo thể là trang trọng cũng được, sâm nỉ tà, sâm nỉ không? tà cũng được. Thì chúng ta có gì danh từ, nếu mà có bát chim thì chúng ta cộng với có bát chim thì cộng với gì, ơn, đúng không? Còn nếu không có bát chim thì chúng ta cộng với rân. Ví dụ ở đây như là từ ăn cơm này thì từ cơm này là có bát chim, pi ức, đúng không? Thì chúng ta cộng với ơn, nên là phá bơm một coi ô. Mẹ học rồi nên là mẹ chỉ có nhắc qua thôi. Thì những cái từ ví dụ như là chúng ta xem tivi, television 봐요, 신문은 읽어요, 우유는 마셔요. Thì chúng ta để ý là chúng ta nhớ là sao, ở đây nếu có bát chim thì chúng ta cộng với ơn, đúng không? Đây cũng có bát chim niên, đúng không? Chúng ta cộng với ơn. Và không có bát chim thì chúng ta cộng với rân. Uống sữa. Rồi Hùng đọc cho mẹ xem nào. Để bị trở nên hoài ô. Tiếp. Xin mù lên đi coi ô. Khám. Ủa lên mà soi ô. Đúng rồi. Rồi phần sau thì Hương đọc cho dì nào. Hàn Pang, lên. con phát âm mạnh nha, hai chữ bò nên phát âm mạnh nha, pang. Phan Pang ơi. đang đang muốn một một coi đồ. Đây là từ ốt. Xin Boy. Đúng rồi, y boy. Kuriko. Tiếp. Kurayo. Đúng không? Bangun một koyo. Osun y boyo. Kurimun kurayo. Đúng không? Và chúng ta có biểu hiện là hỏi đang làm gì đó thì là muốn héo. Từ muốn này được viết tắt là từ gì ạ Hùng? Từ muốn này được viết tắt từ nào? Walk in. Hả? Walk Sao con? Walk in. Đúng rồi, pua với ơn. Tại vì mẹ nghe không rõ nên tụi con trả lời to to lên nhá. Ở bên này nghe không nghe thấy gì đâu. Đúng rồi, là mua cộng với ơn, đúng không? Mua thì có bát chim nên cộng với ơn thì chúng ta viết tắt là muốn muốn héo. Đúng không? Uống nước. Ví dụ hỏi là đang làm gì thì đang uống nước thì là mua rớt mà soi. Chúng ta trả lời như vậy là được. Thì chúng ta hôm qua là chúng ta có học về danh từ chị địa điểm rồi đúng không? Hùng đọc cho mẹ nào. Mỗi người đọc một từ. Hùng đọc, bắt đầu đọc trước. Chị Hương. si chàng Cứ tham ấy. Tiếp. Hùng mà. Hùng đâu rồi? nè Nghe được mẹ không? có Tiếp đến Hương. áp tiêu Tiếp.
xích tang. Đọc tiếp, tụi con đọc nhanh cho mẹ. Yêu. Pyeongwon. Pyeongwon. Bích hoa gì? Trường. Bẹt, bẹt. Bích hoa trường. Con chuột của mẹ nó chạy đâu rồi? Tiếp, Hương. Chương. À, super Supermarket. Supermarket. Đúng rồi. Tiếp ở đây chúng ta có, cùng đọc cho mẹ nào. Super market. Đây là những danh từ chỉ địa điểm ta. Những danh từ địa điểm này chúng ta cộng với ekata là có nghĩa là đi đến đâu đó. Sau khi con chuột của mẹ nó chạy đi đâu nhỉ? Nó đi sang đấy. Thì cái từ e này này là gánh sau cái danh từ chỉ địa điểm thể hiện sự di chuyển tới địa điểm đó. Thì hôm trước mẹ cũng nói rồi đúng không? Chúng ta có là trang xô miếng xa như là nhà hay là trường học hay là bệnh viện, tòa án vân vân đúng không? Đấy là những cái danh từ chỉ địa điểm. Thì chúng sau cái những cái danh từ đó thì chúng ta cộng với e và kha. Từ từ. Con chuột của mẹ sau này nó chạy lung tung vậy giờ. Cứ như là có ai đang điều khiển ý. Thì sau đó thì chúng ta đi. Và chúng ta có mẫu ở đây đúng không? Là viết theo mẫu sau OTE Kayo HQE Kayo. Bây giờ Hùng hỏi cho mẹ câu 1, Hương trả lời và Hương hỏi Hùng trả lời câu 2. Chỉ chắc. OTE Cái này là hôm trước mấy hôm qua mẹ nói là gì? Nó là từ huê sa đúng không? Kayo. Thôi cái này nó không có gì nhỉ? OTE Kayo. Kayo. Chỗ con ốm lên một chút. Cái này nhà. Nhà thì là gì? Nhà thì chẳng là, nhà là gì nhỉ? Chip. Chị em Cayo Đúng rồi. Tự nhiên của mẹ nó bị chậm nhỉ? Tụi con có nghe được mẹ nói không? có. Tiếp theo chúng ta sẽ áp dụng cái danh từ chỉ địa điểm này để chúng ta hỏi. Thì chúng ta có những cái danh từ chỉ địa điểm như sau, nói và hỏi. Ví dụ HQ là trường học, cúng nguồn là công viên, huê xích tang này nhà ăn, nhà hàng, quán ăn đều là xích tang hết. Huê sa là công ty, chip là nhà, si trang là chợ, phiếu nguồn là gì, là bệnh viện, khá kê là cửa hàng, hoa trang xin là nhà vệ sinh. Ở đây thì con có thấy là nhà vệ sinh này đúng không? Đây là cửa hàng này, đây nhà vệ sinh này, đây là bệnh viện này, đây là nhà này. Đi đến đâu? Đến Huê Sa đúng không? Là Huê Sa là gì nhỉ? Tự nhiên quên mất, đi làm ở đâu nhỉ? Tiếng Việt mình Công là ty. công ty, khổ. Công ty, còn đây là trường học đúng không? Đây là công viên, nhà ăn và đây là chợ đúng không? Vậy thì chúng ta có câu sau, chọn từ và điền vào bức tranh phù hợp. 그림에 안 맞춘 단어는 찾아 쓰세요. Bây giờ Hùng làm cho mẹ câu 2, câu 3, Hương 4, 5. Xong rồi Hùng là 6, 7, Hương 8, 9. Viết ra cho mẹ. Viết ra và đọc lên. Chưa viết được hả con? Từ Luyện viết đi.
Để mẹ đọc à, thế thì nó hơi lâu, thế thì bây giờ là tụi con đọc mẹ viết cho. Chào đến Hương. Câu 4 là gì? Công viên là khu không Công không công gì? Công gì ở Hương? Từ thứ mấy ở bên trên? hai Công uẩn. Hương, tuần này hôm nay là thứ năm đúng không? Đến thứ ba tuần sau là con phải thuộc hết các mặt chữ cho gì nhỉ? Công uẩn. À, không biết cái nào thì hỏi gì. Rồi tiếp câu 5. xích tay Xích tang. Gì còn không viết được luôn này trời. Tiếp câu 6. câu sáu Câu 6 là Hùng à? Không viết đi con. xin chào Xích tang. Ok, câu 7. bảy xích tăng Bảy xích tang. Câu 5 xích tang và câu 7 cũng là xích tang. Ok, tí nữa mẹ sẽ nói đúng hay sai sau. Tiếp câu 8 mà Hương. sáu di trang gì à Câu 5, câu 5. Hương, câu 8. mẹ chả ghi ra con chả biết Hoa trang xin. Hoa trang xin tiếp. Cô mẹ tự nhiên hôm nay không ghi được luôn á. Kiêng Nó bị đơ đơ luôn á. À, lúc nãy Hùng viết ở đây là phiêu nguồn thì là sai rồi con. Không phải là biêu nguồn. Không phải là biêu nguồn mà là gì? Huê xa con. Huê xa. Và ở đây chúng ta là cửa hàng chứ không phải nhà ăn. Nên cửa hàng của chúng ta là gì? Thà kể. Còn đâu? Còn lại là đúng hết rồi. Hương làm đúng rồi. À, Hoa Trang Xin là đúng rồi. Và bệnh viện là đúng rồi. Bệnh viện của chúng ta là gì? Phiêu nguồn. Phiêu nguồn. Còn ở đây là gì? Si Trang. Đúng không? Câu số 5 của chúng ta là Xích Tàng. Câu số 4 là Cống Nguồn. Câu thứ nhất là Hắc Kiêu Huê Sa. Câu thứ ba là Chịp. Đúng không? Đây là mới là đáp án đúng. Lúc nãy Hùng bị sai hai câu này ha. Tại khổ lắm. Lúc này nhanh là hậu đoạn này nó thế đấy. Tiếp theo. Các kê là gì? Hả? Ca kê là cửa hàng con. Con hỏi ca kê đúng không? Là cửa hàng. Có thể là tiệm bánh hay cái gì đó thì cứ gọi là gọi chung là cửa hàng là kage. Có thể là một cửa hàng bán quần áo hay là có thể là một tiệm bánh. Thì chúng ta đều là dùng cái cửa hàng, dùng từng từ dùng chung. Có thể là đằng trước ví dụ cửa tiệm bánh thì có thể là pang kage. Chúng ta học từ bánh là từ pang rồi đúng không? Thì chúng ta có thể viết từ trước ở đây. Pang kage. Hoặc nếu mà là quần áo thì chúng ta có thể viết là ốt ca kề. Viết trước đó vậy. Hiểu chưa? Nó đi tiếp ha. Luyện tập tiếp. Ở đây chúng ta có danh từ cộng với e tà ca vẫn học vậy. Thì ở đây có phần câu hỏi. Ví dụ phần thứ nhất là chúng ta hoàn thành cái hội thoại đúng không? Như trong cái ví dụ này. Thì ví dụ là 어디에 가요? 학교에 가요.
búa hé cùng búa hèo, thì những cái phần này là mẹ Hiền đã in cho tụi con rồi đúng không? Ừ. Wow. Thì là đây là những cái bài tập tụi con viết và tụi con chụp ảnh cho mẹ nhé. Đến thứ bảy là mẹ phải nhận được các bài tập và tụi con chụp ảnh gửi lên cái phòng của chúng ta, thấy chưa? Tiếp theo ở đây thì chúng ta sẽ đọc cái nội dung và trả lời câu hỏi. Thì trong cái phần mà chúng ta cũng học thôi, thì ở đây thì mẹ sẽ đọc qua và mẹ dịch qua, rồi tụi con sẽ trả lời những cái câu hỏi này. Ví dụ như là Chien, Chien là một tên riêng, tên tên người nhá. Chien Sinan, như mẹ đã nói rồi là chúng ta có ân nân thì cái bạn này sẽ là chủ ngữ đằng trước, cái danh từ đằng trước là chủ ngữ. Chien Sinan ổn ơn hát kêu ê khải cũng bu hèo chả đến trường học đúng không? Su Chin Sinan cũng uôn ê khải ổn tông hèo, bạn Su Chin thì đi tập thể dục đúng không? Tha Wan Sinan huê sai khải in hèo má khứ Mark Sinan chip e kyle child. Đúng không? Thì những cái này chúng ta đều, những cái động từ này chúng ta đều học hết rồi. Thì tụi con sẽ dịch ra để hiểu, để trả lời những câu hỏi này. Câu hỏi 1. Chien Sinan ổnen mùa hè. Cái bạn Chien này làm gì? Thì chúng ta phải trả lời là cái bạn Chien là hôm nay làm gì? Đúng không? Đó. Thứ hai, Su Chin Sinan ở tie kyle. Bạn Su Chin này đi đâu? Chúng ta làm gì? Ví dụ như mẹ sẽ làm câu 1. Chúng ta là làm gì thì chúng ta có câu trả lời với động từ là cùng bu heo đúng không? Còn ở tie khayo tức là hỏi về cái danh từ là cái bạn Su Chin này đi đâu? Taiwan Sinan ổnen un tông heo thì có phải là cái bạn này un tông heo không? Bạn phải bạn tập thể dục không? Nếu phải thì chúng ta có câu trả lời là yeah hoặc là nê nê un tông heo đúng không? Hoặc là anio, chúng ta đã học rồi, anio là không đúng không? Nếu bạn ấy không tập thể dục, trong cái hội thoại trên mà không tập thể dục thì chúng ta trả lời là anio. Và câu 4 là mai cư si chip e khayo. Có phải là mai cư về nhà, mà cư về nhà không? Nếu mà phải thì chúng ta nế, còn nếu không thì là anio, vẫn là cái câu hỏi có không. Tụi con hiểu chưa? Có phần nào con hỏi không? Anh nhổ. Hiểu hết chưa? Có cần hỏi cái gì không con? Sao mẹ không thấy trả lời nhỉ? Không. Tụi con trả lời to lên hồi mẹ, bây giờ là mẹ cũng đang nói với tụi con, là mẹ đang giảng với tụi con là nói to gấp 3 lần bình thường đó. Nên là tụi con cũng cố gắng là nói to với mẹ một chút. Biết tụi con có để ý không, nhưng mà mẹ nào lúc nào cũng phải có nước để mẹ uống đó. Vì là nói rất là to, nói nhiều nên là tụi con hộ mẹ một chút, là trả lời to hộ mẹ một chút nhé. Tiếp theo câu thứ hai, bài tập thứ hai tiếp là hôm nay Su Chin làm gì, hôm nay các bạn làm gì, hãy viết đoạn văn kể về điều đó. Ví dụ như là Su Chin thấy hình ảnh này là mới đầu đang học đúng không, sau đó bạn đi đâu đây? Đây là chợ nhá. Đây là bạn đến chợ và bạn ấy làm gì đây, đừng đọc sách đúng không? Thì chúng ta chỉ cần làm những cái câu ngắn như là cái câu như cái hội thoại vừa trước thôi. Ví dụ như là Su Chin siêu lớn hát kêu khải cùng bu hèo cứ thăm ấy đi đâu, sau đó đi đâu, đi chợ đúng không? Đi chợ thì viết như nào và đọc sách thì viết như nào. Thế còn hôm tụi con ví dụ làm gì thì tụi con cũng viết một cái đoạn ra ngắn ra 4 5 câu ra cho mẹ là tụi con làm gì. Ok, chuyển sang phần Như khác nào? nhá. Hả? Như nào? Viết như nào? Ví dụ nhá, giống như là sushi đúng không? Thì hôm nay tụi con cũng viết, nếu mà tụi con đi học, tụi con viết ra một cái câu là hôm nay tôi đi học, hôm nay tôi đến trường, tôi học. Thế, hoặc là hôm nay tôi ở nhà, tôi ngủ. Đúng không? Tụi con áp dụng những cái động từ
mà tụi con đã học ở những cái bài trước để tụi con viết cái câu văn lên. Đấy. Ví dụ tụi con đọc sách hay là ví dụ như là có thể nói là hôm nay tôi ở nhà, tôi ngủ, hôm tôi ăn cơm, đúng không? Đấy. Đây là những cái động tác mà ở những cái động từ mẹ đã dạy rồi, ví dụ có cả ví dụ giặt quần áo chẳng hạn, hoặc là dọn dẹp nhà cửa, trông xô heo, hay là bay lê heo. Đó, những cái động từ đó là tụi con viết ra. Đầu tiên là chúng con là đi đâu hoặc ở đâu, là chúng ta áp dụng cái ê khá tà hoặc là đó, và chúng ta áp dụng cái động từ vào và cộng với ân rân vào nữa, đúng không? Trước cái động từ này ví dụ như phá bớt mỏ gói ò, nhưng tôi ăn cơm, hiểu chưa? Ừ. Trang tiếp theo đó là về phần Owi là từ vựng và Pho là biểu hiện, đúng không? Kriman Poko. Bây giờ là mẹ chỉ đọc qua thôi chứ mẹ không có viết dịch ra nữa. Kriman Poko án mà chân có sân cha cha yon kiraseo, tức là nhìn hình và chúng ta sẽ lối với những cái từ đúng. Đây là đang làm, đúng không? Chúng ta ở đây có cái động từ là làm, là in ha ta là làm. Ha tà cũng là làm, mà in ha tà cũng là làm. Bạn này bạn đang ngủ, còn bạn này thì sao, đang làm gì đấy? Nói chuyện. Ở đây có cái từ nói chuyện, iyaki ha tà là nói chuyện, nói chuyện chuyện chờ chờ nặng hay chờ nhẹ nhỉ? Xe yeah. Sẽ hát, đúng không? Nói chuyện. Nói chuyện. Chân hoa tà ná gọi điện, chá tà ná ngủ. Thì đây là tụi con sẽ nối những từ này. Những cái này là tụi con phải làm xong rồi thứ mấy gửi cho mẹ nhỉ Hương? Đúng rồi ạ. Đúng rồi. Tiếp câu thứ hai vẫn là về phần từ vựng và phần biểu hiện. Poki e so an mà chân có sân khổ ra sư, tức là nó chọn những cái từ đúng ở trong cái phần ví dụ này này, phần mẫu này, và để chúng ta viết cho nó đúng. Ví dụ bạn này bạn ấy đang tập thể dục đúng không, thì chọn những cái từ nào trong đây để ghi vào đây, và bạn này đang làm gì, đang học đúng không, thì chọn từ nào chúng ta ghi vào đây. Đó. Tiếp theo về phần ngữ pháp là ayo oyo, đúng không? Thì chúng ta sẽ phố kia wa cà chi sư seo, là hãy viết như ví dụ này, hãy viết như mẫu này có động từ khá tà, thì chúng ta chia là ayo oyo và heo, đúng không? Thì chúng ta sẽ ghi vào đây. Ấy thiếu gì, thiếu thiếu yo nữa đúng không? Đó, thì tụi con sẽ viết sang bên cạnh này, chia động từ. Đây là phần chúng ta chia động từ. Tiếp theo là chúng ta có phần là Poki wa kachi munchang hoàn song haseo. Hoàn song là hoàn thành. Hoàn thành munchang là một cái đoạn văn. Hãy hoàn thành cái đoạn văn như ví dụ. Ví dụ ở đây chúng ta có là Minsushi bố héo, thì có cái hình đây và cho gì, cho ở đây, cho động từ ở đây đúng không? Inhata là làm việc, thì minsu shinen in heo đúng không? Đó, và chúng ta sẽ hoàn thành những cái câu đây, câu người ta hỏi và mình chúng ta trả lời. Tiếp theo là chúng ta có từ vựng và biểu hiện hai, lúc nãy có một rồi đúng không? Ở đây cũng vậy, là kurimun poko an mặt chân cờ sân cha cha yon kia na seo, thì ở đây là những cái từ mà danh từ chỉ địa điểm, thì tụi con tìm và nối vào là được. Tiếp theo câu thứ hai vẫn ở trong từ từ mới, đó là pokiwa án mà chân cờ sân khổ la sư seo, tức là chọn từ ở trong phần mẫu này và viết viết cho nó đúng, đúng không? Mẹ con nói có nhanh quá không? Mẹ đi tiếp nhé. Chúng ta có phần ngữ pháp,
Thứ hai đó là e khá tà, tức là đi đúng không? Đi đâu đó thì chúng ta cũng làm theo như ví dụ như này. Ví dụ là làm cái hoàn thành cái câu văn theo cái ví dụ này, thì ở ví dụ này có cho từ là chip đúng không? Thì ấy, câu hỏi mà chúng ta trả lời là đi đâu? Chip e khayo đúng không? Ở dưới này cũng vậy, tụi con áp dụng e khá tà vào chúng ta để trả lời những cái danh từ chỉ địa điểm ở dưới đây. Tiếp theo chúng ta có câu 2 là gì? Phố Kiwa Kachi muốn trang oán song Haseo, cũng vẫn là hoàn thành hội thoại, hoàn thành câu văn theo như ví dụ đúng không? Thì ở đây thì sẽ không cho, lúc nãy còn cho tụi con là sao cho danh từ chỉ địa điểm, nhưng bây giờ chỉ cho hình thôi, nên tụi con nhớ và ghi ra. Ví dụ ở đây có hình là gì? Văn phòng ở đây đúng không? Công ty ở đây thì nó website khayo, nếu website khayo thì những cái phần này thì tụi con phải tìm ra và làm ra, và cái phần này là phần nói. Thì ví dụ phần nói là sao ạ? Là 보기와 같이 이야기해 보세요. Tụi con cái phần này thì là sau mẹ sẽ hỏi, nhưng còn tụi con phải luyện tập trước. Như ví dụ như là cho cái ví dụ là cho xích tang đúng không, và cho cái từ là Yuri, thì là tên cái bạn này là tên là Yuri. Yuri bạn ấy đi đâu? Có cái câu hỏi là Yuri si oti khayo, thì ở đây là có xích tang đúng không, nhà ăn quán ăn gì, à si chang, mẹ xin lỗi, si chang là chợ đúng không, thì là vậy nhá. Yuri si nun si chang e khayo là đi chợ đúng không. Và tiếp theo chúng ta có từ gì, hắc kiều, và đây là những cái tên của các bạn ấy, ví dụ Nola, Bài Khương, Minsu, Yuki đúng không. Thì những cái bạn này đi đâu thì chúng ta cũng đặt cái câu hỏi này, vì sao mẹ sẽ hỏi phần này, ok chưa. Tiếp theo mẹ có cái đoạn hội thoại như này, là chúng ta sẽ đọc và trả lời câu hỏi. Một từ câu có hai câu, đây là phần đọc. Một đến câu 1 đến câu 2 là 다음은 읽고 질문에 답하세요. Tức là chúng ta sẽ đọc cái hội thoại này. Đầu tiên sẽ hỏi là Yura si ổn은 뭐예요? Đúng không? Yura si sẽ trả lời là 학교에 가요. 공부해요. Yura si는 학교에 가요? 아니요, 저는 공원에 가요. 네. Yura는 뭐해요? 운동해요. đúng không? Thì chúng ta sẽ trả lời câu hỏi sau. Vẫn ở cái trong cái nội dung hội thoại đấy, thì chúng ta sẽ đọc và chúng ta nếu mà đúng đúng thì chúng ta đánh là O, mà sai thì chúng ta đánh là S. Ý ý cứ nèo qua cả thư miền O thả miền X hát xe Lora không bu hé. Nếu mà đúng thì chúng ta O X ở đây. Tụi con hiểu chưa? Mẹ nói có nhanh quá không? Nhanh quá à? Ghi không kịp à? Đi chín nào rồi. Nhưng nghe hiểu không? Alo? Cũng được. Bình thường cũng hiểu mức chung chung. Không hiểu về hỏi mẹ nhé, hiểu mức chung chung đến lúc mà mẹ hỏi lại không biết là mẹ bực đấy, mẹ không hài lòng đấy. Là thầy nói thế đâu chả loát được hết rồi. Nên là mẹ mẹ vừa nói mẹ vừa hỏi là tụi con có hiểu không đúng không? Ví dụ nhanh quá thì tụi con bảo nhanh, bảo đợi đợi con ghi hay như nào. Bây giờ mẹ nói xong hết rồi, tụi con bảo hiểu chung chung. Vậy thì mẹ phải làm sao? Đúng không? Không hiểu phần nào, hoặc là ví dụ muốn ghi thì tụi con phải hỏi mẹ chứ. Đúng không? Vậy mẹ nói tiếp nhé, hay là có phần nào cần thắc mắc không? Nói to cho mẹ một chút nào. Ok. Đây là cái phần mà chúng ta đọc, trả lời. Vẫn là cái hội thoại vừa rồi, cái hội thoại này tụi con phải đọc và trả lời xem nó đúng hay không. Phần 2 nè, Lola si ổn은 뭐예요? Tức là chúng ta ở đây có cái bạn tên là Lola đây đúng không? Còn đây là bạn Yura. Bên màu vàng này là cái bạn là Lola. Vậy thì chúng ta sẽ ở đây thì
chúng ta sẽ phải hỏi bạn câu hỏi là nó là si ô đơn múa éo, thì chúng ta xem ở trong cái hội thoại đấy bạn ấy đang làm gì, thì chúng ta chỉ cần check khư như này là được này. Ví dụ bạn ấy ngủ, chúng ta check khư này, chúng ta bạn ấy ngủ là được. Các con có thể là đánh như này hoặc là các con có thể là ví dụ khoanh tròn vào là được nhá. Cái phần này đây là cái phần mà để tụi con thi topic để mà Đạt có cái điều kiện để qua bên này để du học đó, nên là mẹ mới phải cho vào để tụi con luyện tập. Những cái bài trước không biết là tụi con đã làm chưa, nhưng nếu mà tụi con mà không làm mà để đấy thì coi như là chữ thầy giả cô hết đó. Tiếp theo thì trong phần thi topic cũng có cái phần là, tức là nó có bốn phần: đọc, viết, nghe và gì, sư kỳ. Đọc này có phần đọc là ích tà này, viết là sư tà này, nghe là thực tà này, và một phần nữa bà la kỳ. Bốn phần, nó có bốn phần thì chúng ta phải làm cả bốn phần. Thì ở phần sư kỳ này chúng ta là cứ đi mơn phố cô cứ nứt oán xong nga xeo, tức là xem cái ví dụ này và hoàn thành, xem cái ví dụ hoàn thành cái câu ở đây. Đầu tiên xem ở cái mẫu này chúng ta là có từ hắc kiêu hay khả tà, sau đó thì bạn ấy tiếp đi đâu ở cung bua tà, đúng không? Câu 1 là cung bua tà, vậy thì chúng ta phải là chia ra nhé. Ở đây là khả tà thì ở đây chia thành là gì đây rồi? Hai ô rồi. Vậy thì tiếp theo ở câu 1 ở đây là gì? Cung bua tà thì chúng ta cũng phải là chia ra. Và chúng ta đi theo như thế này thì chúng ta viết hết ra, và đây là cái phần mà tụi con là chia cái động từ ra nhé, chia theo tệ ayo, yoyo, heyo. Ok chưa? Trả lời to hộ mẹ nhé. Tiếp theo chúng ta có phần 2, câu 2 là Phô kỳ wa kạch chì yò rò bùn ươi hà rú in qua sư xèo. Thì chúng ta có từ ở đây yò rò bùn là quý vị, haru là một ngày, in qua tức là viết cái nhật ký công việc trong một ngày. Sư seo, một ngày chúng ta làm gì? Ví dụ như là trong ví dụ này, đầu tiên là bạn ấy đến trường này, sau đó bạn ấy học này, rồi bạn ấy đến công viên này, bạn ấy tập thể dục và bạn ấy về nhà, bạn ấy ngủ. Thì bên này sẽ viết như này: trò nấn bao giờ, trò là tôi, trò nấn, trò nên hoặc là em. Thì có trò thì chúng ta đã học rồi, phải cộng với lân đúng không? Trò nên hắc kêu ê khai ô công bu heo, tức là chúng ta phải chia những cái động từ này ra. Là tụi con sẽ viết ở đây, ở đây thì có mấy câu: một câu, hai câu, ba câu, bốn câu, năm câu, sáu câu. Thì con tụi con cũng viết từ 5 đến 6 câu ở đây, ví dụ như là trò nên hắc kêu ê khai ô công bu heo, đúng không? Và chip e kayo, tôi con về nhà trước chẳng hạn. Chip e kayo pha bơn một coi ở ăn cơm, về nhà ăn cơm xong lại có thể là đi học đúng không, hoặc là gặp bạn, hoặc là chúng ta gì ngủ hay như nào đó, hoặc là dọn dẹp hay là rửa bát hay như nào, là những cái từ mà mẹ đã cho ở những cái bài trước nó đều có tính từ, có động từ hết rồi. Thì tụi con áp dụng và tụi con viết đến 5 đến 6 câu cho mẹ nhé, 5 đến 6 câu như ví dụ này. Ok chưa? Tiếp. Đây là chúng ta sẽ kiểm tra lại cái năng lực của chúng ta. Xin lỗi là cái năng lực, hoặc Inaki là kiểm tra lại cái năng lực của chúng ta. Thì câu đầu tiên là tức là ở trong đây là ở trong ngoặc. Tích vợ. Đúng rồi, chúng ta là chọn cái từ đúng vào, chọn cái từ đúng vào trong ngoặc này, đúng rồi đó. Thì ở đây có cho nên thô dô quan nhí hay là e hay là khoa hay là y, thì mình chọn cái câu đúng thì mình tích, giống như là mẹ nói là chúng ta có thể tích như này vào đúng không, nếu câu nào đúng thì chúng ta tích, hoặc là chúng ta có thể khoanh tròn. Đấy là cái những cái phần mà chúng ta làm. Và câu thứ hai là mình chun chin cờ si an mặt nưng cờ si mặt nưng cờ sưng cổ đu xe ô,
mì chun chín có gì, tức là cái phần mà được gạch chân này này. Ừ. Thì chọn những cái phần mà được gạch chân, xem cái câu văn, tức là mình phải hiểu được cái câu này nó đúng hay nó sai. Ví dụ như là ở đây nó có cái câu là iyaki hayo chi cơm công bu hayo, thì câu nào đúng thì chúng ta, tức là mặt tà là đúng nha, mặt tà chọn cái từ đúng thì chúng ta lại cũng tích vào như Hùng nói. Mẹ chuyển sang bằng khác ha. Ừ. Và câu 3, câu 4 ở đây là chúng ta sẽ điền chọn cái từ, chọn, chúng ta chọn nhá, khổ rư ta là chọn á, chọn cái từ đúng để vào cái phần, vào cái câu này, vào cái phần gạch chân như này. Ví dụ hỏi là bạn, câu này hỏi là gì, đi đâu đúng không, bảo là hỏi là đi đâu, thế chúng ta thì chúng ta phải chọn cái từ cho nó hợp với cái câu văn này. Ở đây cũng vậy, cái bạn trên hỏi như nào mà bạn dưới bạn ấy lại trả lời là công bu heo, thì chúng ta sẽ chọn những câu đúng ở đây. Thì ở đây là ở đây có như có bốn, đang nghe có bốn câu, mẹ bị cắt mất một câu rồi, câu thứ bốn nữa thì câu bốn này mẹ viết ra đây thì tụi con viết nha, ra vào nhá. Câu 4 của mẹ là bốn héo. Ở đây câu 4 bình thường là có 3 4 câu nhưng bên dưới này không nhìn thấy thì mẹ viết ở đây cho tụi con ha. Rồi con ghi ra chưa? Gì đâu mà Bé quá. À, bé quá. Thế sao, tại sao không nói? Mùa hè dối gì. Phải nói chứ này, chứ mẹ viết ra xong rồi tụi con không hỏi không nói gì thì làm sao mà mẹ biết được. Tụi con có định học không đấy? Đây là buồn héo, ghi xong chưa? Được. Ghi xong thì bảo ghi xong cho mẹ nhá. Xong chưa? Rồi á. Mẹ có nghe tiếng gì đâu. Mẹ rõ ràng mẹ hỏi lại là ghi xong chưa? Phải nói cho mẹ mà. Tiếp. Ở cái đấy. Thì mẹ không nghe tiếng thì mẹ lại mới bảo tụi con mà, đúng không? Đúng không? Thì mẹ mới bảo là ghi xong chưa thì bảo với mẹ trước khi mẹ uống nước mà, đúng không? Tiếp. Câu 5, câu 6. Tha mì chín chín bù bù nè. Thử đọc khăn bà lô án. Án mà chi án nâng cờ xưng cố đưa xe. Lúc nãy là chọn câu đúng. Và bây giờ là chọn câu sai nha tụi con. Chi án ta. Sau này chúng con, tụi con học cao lên sẽ, chúng ta sẽ học. Còn này. Chi. Bố mô chi án ta. Là. Tức này là không đúng đó. Ừ. Đó. Thì ở đây từ này là không, thì không đúng, ăn mà chi, ăn mà chi ăn nên cờ sừng, tức là chọn từ không đúng thì tụi con đọc vào đây và chọn cũng tích, chọn từ không đúng cho mẹ. Câu 5 và câu 6 đều là chọn câu không đúng nhá, chứ không phải là chọn câu đúng như những câu trước nữa. Tiếp, Rồi. mẹ tiếp câu sau được chưa? Rồi. Câu 7, câu 8 là tham tham ơn ý cô chín muôn e tháp ha seo, tức là chúng ta sẽ đọc cái phần này, chúng ta đọc phần này và chín muôn là câu hỏi và trả lời câu hỏi. Chúng ta đọc cái phần ở trong ngoặc này và ở trong cái ô vuông này và chúng ta trả lời câu 7 và câu 8. Trả lời câu 7 và câu 8. Thì nếu mà chúng ta ví dụ câu 7 hỏi là yuki sinen o tie khayo, thì chúng ta sẽ chọn, đọc xong thì chúng ta sẽ lại tích vào đây câu nào đúng, câu nào đúng ha. Tiếp theo mẹ sẽ sang
À, còn hai câu nữa là hết rồi. Đúng không? Ừ. Câu 9 và câu 10 nè. Thám ơn ý cô chín mùn ê thạp ha xeo. Tức là chúng ta sẽ đọc cái nội dung ở đây. Và chúng ta trả lời cũng trả lời câu hỏi giống như câu 7 và câu 8. Ừ. Thì câu hỏi như nào? Thì chúng ta sẽ tụi con nên là tại sao mẹ nhắc nhau là chúng ta phải dịch ra là như vậy, chúng ta phải hiểu được câu. Ừ, và chúng ta sẽ trả lời. À, ở đây chúng ta có phần mua mua xe thẻ cứng nhé, thì cân có nghĩa là chữ, cái chữ hay là gọi là hay cũng gọi là câu cũng được. Ừ, thì mua e thẻ hàn là nó nói về điều gì, nói về điều gì ở đây. Còn ở đây là 10 là y cơn này ông qua tha rừng, tức là khác tha rư tà. Ở đây chúng ta có cái động từ là tha rư tà. Ừ, thì tha rừng có xưng khổ rư tà, ở đây là chọn, khổ rư xéo là chọn, hãy chọn. Thì chúng ta sẽ chọn những từ khác với cái nội dung ở trên này. À, đây là cái bài học của ngày hôm nay của chúng ta. Và thứ bảy thì nhớ là chụp cho mẹ trước 9 giờ nhé. Trước 9 giờ tối chụp cho mẹ. Cả hai chụp cho mẹ, chụp lên phòng cho mẹ. Để mẹ kiểm tra và để còn biết tiến độ của tụi con học như thế nào. Bài học này đến đây là hết rồi, các con vất vả rồi. Tụi con có hỏi gì không? Không ạ. Không, nó chưa ăn cơm đúng không? Mẹ cũng chưa ăn cơm, đói quá. Ok, chúng ta chào nhau và kết thúc buổi học tại đây. Nhớ cái xe Anh nhau y kế xe.